hàng chục khách bị thương la liệt. Tai nạn đáng tiếc xảy ra tại công viên nước Yulong Win ở Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc hôm 29 tháng 7 vừa qua, khiến 44 du khách bị thương, trong đó hai người gãy xương sườn phải nhập viện, một người gãy chân. Theo điều tra ban đầu, tại hồ bơi sóng nhân tạo ở công viên nước, hệ thống máy tạo sóng gặp trục trặc đã tạo ra sóng thần cao 3 mét, cuốn trôi du khách dưới hồ với lực quét cực mạnh. Hàng chục du khách vì quá bất ngờ không kịp ứng phó nên đều bị cuốn theo dòng nước. Sau sự cố may mắn không có trường hợp thương vong hình ảnh từ đoạn video cho thấy một số bị lật úp xuống nước cùng những tiếng la hét thất thành ngay sau đó những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời hiện tại tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đều ổn định sau sự cố hồ tạo sóng nhân tạo đã bị đóng cửa để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đồng thời công viên nước tạm thời đình chỉ kinh doanh theo đại diện từ phía công viên nguyên nhân sự cố do mất điện làm hỏng thiết bị điện trong phòng điều khiển máy tạo sóng gây ra sóng lớn trong hồ Hồ Tạo Sóng là một trong những điểm vui chơi thu hút nhất tại khu thắng cảnh Vịnh Yêu Long ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Khu du lịch này mở cửa từ năm 2015, có nhiều hoạt động hấp dẫn như cầu đáy kính trong suốt, công viên giải trí, hồ bơi tạo sóng, cưỡi ngựa ngoài trời.